cái cây mình nó rất là nở nha mọi người ha. Nãy anh thấy bên kia nó cũng nở quá trời đất luôn, nó còn nở hơn đất gò nữa. Mà cái cây nó nở nè, anh nhìn không? Ủa sao cái cây thì nó cao dữ vậy, như bụi xả vậy, nó cứng ngắc vậy. Nè, bây giờ bà con sẽ nhìn bông ha. Đây nè. Anh không có sử dụng miếng mà thuốc cứng cây nào hết chứ. Bông của chú Ba Diệt bà con, bữa bà Thương có quay, bà con đã thấy trúng rồi phải không? Mà cái này nó còn cỡ đầy nữa nè, nó còn trúng hơn nữa. Nè. Mà nói cho bà con xem là cái điều đặc biệt đó là không biết phải hên không hay là hiệu quả của thuốc không, TNT không, nha. Không biết phải hên không, lạnh bụng bảo là hên. Chứ là anh không có sử dụng một miếng thuốc đề phòng trắng luôn, không có sử dụng một miếng thuốc Bexina luôn đó. Vậy đó hả? Anh chỉ có sử dụng một cử là Inkibio, là sâu cuốn lá. Của công ty CBO hả? Inkibio, sâu cuốn lá, à. Sâu lá giai đoạn lúc chỗ sẹt đó, anh ngừa đó thôi, nói chung cũng có chút đỉnh sâu thôi, nhưng mà anh... Chắc chưa hơi xanh phải không? Anh sợ mất năng suất á, thành anh có là sử dụng... Là có xịt một cử sâu cuốn lá, dạ, nhưng còn gậy phấn trắng có luôn mà sao anh không xịt? Anh sử dụng thuốc với của TND sao anh thấy cái mật độ gầy phấn trắng nó không có nhiều, nó nơi thơ vậy con hả? Nên anh bỏ thí luôn. Nói chung là quyết định bỏ chứ không có bỏ thí, tại vì anh nhận định được cái mức độ đó nó không có ảnh hưởng, tới năng suất của mình. Với lại sao mà gầy phấn trắng mình xịt thuốc sâu mà gầy gì cũng đâu có chết đâu mà. Gầy Bexina cũng không có luôn, nói chung là không có gầy luôn, gốc xanh lét nè. Rồi, hello cả nhà. Bây giờ là hiện tại bà con có thấy cái chiếc xe cam của bà Thương hay không ạ? Đó, và đặc biệt là có nguyên một chiếc xe máy cắt, mấy chiếc xe máy cắt luôn đang ngồi đợi cắt lúa nha mọi người. Đó, còn bên đây là cánh đồng bên đây nè. Đó, bên tay trái của bà con mình xem ha, là hiện tại là bao lúa cũng đã cắt rồi ha, mà đang đợi cân nè. Đây, quay xung quanh cho bà con mình thấy luôn. Ở bên đây là bà con chúng ta đã cắt trước rồi. Và cái mà số lượng mà lúa mà ở đây đạt được năng suất bao nhiêu như thế nào, chút xíu mình sẽ hỏi bà con xem ha, ở đây là ở đâu và cái năng suất được như thế nào nha. Còn bây giờ nè, xin chào cả nhà, bà Thương đây. Đây, đâu rồi, camera quay lâu quá. Đây, bà Thương đây, hello cả nhà. Hôm bữa đó là bà Thương có quay cái clip của chú Ba Việt ở gì ta, ở tháp 10 của Đồng Tháp đó. Thì hôm bữa là vô tình đang quay ruộng của chú Ba thì gặp anh Vũ. Thì anh Vũ mới chạy qua và anh Vũ nhìn dàn lúa của chú Ba Việt. Thì anh Vũ nói vẫn chưa có đẹp bằng lúa của anh. Đó nên là Hòa Thương mới nói là anh làm như thế nào ra sao mà dàn lúa của chú Ba mà không đẹp bằng của anh. Rồi sau đó là anh Vũ mới nói là tại vì anh làm của em 2 vụ rồi, và vụ này là anh làm trọn vụ, còn riêng của chú Bao Việt thì mới sử dụng cái THD của mình vào 2 cửa cuối thôi, nên nó là cái bông của mình, nó bông của bên chú Bao Việt thì nó đã hình thành sẵn rồi và nó không có được nở hung, cây con cây mẹ nó không được nở hung nên cái dàn bông vẫn chưa có lực. Còn hôm nay thì Hoài Thương mới xuống tới mà chưa gặp anh Vũ ở ngoài ruộng, đang chắc ông đang làm cái gì á, thì Hoài Thương không biết là cái ruộng nào của anh, nhưng mà Hoài Thương mới nói là kỹ sư công hậu á, cái đáp lúa này là chỉ là của ổng thôi chứ không có đường nào hết trơn, tại vì còn 2 cánh đồng, ba đồng chưa cắt lận, mình không biết đồng nào, nhưng mà Hòa Thương nghĩ đó đồng này mà thật sự là đúng là như vậy. Nên là bây giờ Hòa Thương sẽ dẫn bà con mình sẽ đi ra tìm Minh Vũ, rồi sau đó hỏi ổng xem coi ổng làm từ đầu vụ đến cuối vụ ổng có xịt thuốc sâu thuốc rại thuốc bệnh hay không, rồi vụ này làm như thế nào. Mà Hòa Thương thấy thật sự luôn, cái dàn lúa của anh đó là thật sự luôn là có ngâm giống ngót giống từ đầu, nên là cái dàn lúa nở hơi bị nhiều đó, nên là cái dàn bông hơi bị đặt nhiều hơn của chú Bao Việt luôn. Cái này là nếu mà theo đánh giá thì của chú Bao, của anh Vũ 10 thì của chú Bao Việt hôm trước Hòa Thương quay chỉ tầm khoảng 7-8 thôi, nên là bây giờ Hòa Thương sẽ quay cận cảnh cho bà con xem trước khi mà ra anh Vũ nha. Đây, ủa đâu rồi, ổng vô luôn rồi mọi người ơi, mình đi tìm ổng luôn. Trời ơi, bông kiểu này nè. Bởi vậy sao ổng nó không đẹp bằng bông của ổng phải rồi. Trời ơi là trời, bông nó còn tươi gối tươi hơn của chú Bao Việt hôm trước luôn. Trời ơi, bông bành dưới đã vậy trời. Anh Vũ ơi. Trời ơi, cái bông nó còn tươi với lại bông nó bự hơn của chú Bao Việt luôn. Là cái cánh này của anh đó hả? Nó đặc hơn. Trời ơi, nó đặc hơn nhiều luôn. Trời ơi, mấy ổng cắt được rồi, công nhỏ 900 đó anh. Wow, trời ơi nè, thật sự luôn, anh thấy rõ ràng luôn á. Bước qua anh Vũ. Khoan, thật sự bình tĩnh nha.
Rồi đây, trời ơi, đây nè, có nghĩa là hôm trước mấy anh em có coi ruộng của chú Bảo Việt đó, mà vàng lúa đó cũng đã trúng hơn vàng xung quanh rồi, mà cái vàng này nè, mà bông nó còn rất là tươi, mà bông nó đặc hơn của chú Bảo Việt nhiều luôn. À, là cái khuôn này của anh đó hả? Ừ, là, rồi là cách cái lúa cắt rồi là cái kia là của anh ta. Của anh ta. Trời ơi, là có anh có khuôn này là nhiêu? Cái ô này là chạy dài vô tới hết đó, nó là 20 công lớn đó. 20 công lớn là coi như là 20 công lớn là nhiêu ta? À, 14 công cỡ 26. 2 hectare 6 á. 2 hectare 6. Là một khuôn luôn. Ừ. Là làm một khuôn vậy luôn á hả? Một khuôn. Trời ơi, khỏe dữ vậy. Trời ơi, vàng bông nè. Trời ơi, bông này soi với chú ba chị. Mấy dạ, mấy bông. Vụ trước là ngay trời chỗ anh ơi. Đắp cái đê đó. Là đất nó gò hơn á, đất dạ. nó gò hơn á, cái dạ. anh mới trang đất trong đó ra. Bây giờ mình đi vô chổng xíu được không? Cái nó bị mất chất á. Vậy hả? Đâu đi vô coi cái chỗ đất mất chất coi nó làm sao nghe mà người. Nhảy nữa hả? Nhảy nữa hả? Cái này nhảy. Đây đây anh cầm cho. Mà anh cầm nó cho. Nó không ổn mà còn cầm thêm lưỡi hái nữa. Ha, chân dài có khác. Nên là mình nhảy được. Đó có nghĩa là hôm bữa là anh nói là đất anh không có đẹp bằng chú Ba Việt phải không? Ừ. Đất là chỗ lung chỗ gò. Đúng rồi. Đâu mình đi coi cái chỗ gò coi. Anh mới trang cái phần cái gò nó ra cái phần này. Trời ơi trời, sao bông mà bông đặc dữ vậy trời. Bông mà bông. Trời ơi không, cái dạng bông nó ghê hồn lắm anh Vũ nè. Trời ơi Hậu ơi, kỹ sư Hậu. Thì bữa nay có kỹ sư Hậu quay rồi. Trời em ơi bông cỡ này nè. Mẹ thấy không? Em vô ngay chỗ gò em coi mới thấy cái hiệu quả của mình, việc mình sử dụng. Nghĩa là ý là đất gò, đất lung nó cũng đạt á phải không? Ừ. Nhưng mà vô coi đất gò coi nó làm sao, tại vì đất gò hồi, nó... Hồi trước á, là anh chưa sử dụng á, là cái gò với cái lung á, là so trên lệch 7-10. 7-10? Ờ, mà giờ nó chỉ 9-10 thôi. Bây giờ nó chỉ 9-10 thôi, ây da, giờ mình làm thêm vụ nó cho nó 10-10 luôn. Cho nó 10-10 luôn đi anh. Trời ơi, nhịn vàng bông đã hết sức trời. Hèn chi hôm bữa em tưởng đâu Hòa Thương, tưởng đâu anh Vũ ông nổ. Tưởng đâu là ông nổ, ông qua ông cầm, ông nhìn vàng lúa hôm nay. Lúa này cũng trúng nè, nhưng mà không đẹp bằng lúa của anh. Trời ơi, tôi đâu có tin, rồi bữa nay tôi phải tới. Mà xong rồi lúc đầu ông nói thôi, anh ngại lắm, anh không dám quay đâu. Nhưng mà phải quay, tại bữa hứa rồi. Ông quay rồi bà con chửi chết. Nè, trời ơi, bông. Trời ơi, bông nó tươi. Trời ơi nó tươi mà mình cảm giác là nó nặng luôn á mọi người. Đất gò anh mới trang bằng bây ra. Giờ anh em mình cho bà con biết lại cái coi nè, là ở đây hôm bữa nếu mà bà con có xem clip của chú Ba Việt đó, là bà con sẽ thấy mà clip đó là tới mấy chục ngàn người xem rồi. Bây giờ bà con có nhớ gương mặt thân quen này không? Cái nón này là em chôm của anh á. Chôm anh. Cái nón này nè. Ở đâu ra được hai cái vậy? Trời ơi, nó chưa bằng đông luôn hả? Mỗi lần lấy thuốc là anh được cái anh lấy đông cháu lần, 7-8 lần. Sáng đi gấp quá, em không có đem nón theo. Cái anh Hảo nói, chờ cái xe ba gác này để coi thấy cái gì xinh xanh. Mò ra để được cái nón chưa bằng đông, đội đỡ nắng nè. Rồi, bây giờ là anh Vũ cho bà con biết coi anh Vũ là tên đầy đủ là gì, với địa chỉ mình chính xác là ở đâu anh? Anh tên Nguyễn Hoàng Vũ. Nguyễn Hoàng Vũ. Ờ, ấp 4 xã Trường Xuân. Vậy sao mà mấy ông máy cắt mà ông nói không phải tên Vũ đâu, ông tên Dũng. Em đi tìm anh nãy giờ luôn. Mấy ông máy cắt nó tại vì mấy ông cũng lạ với anh á. À, hèn chi bởi vậy thiệt tình. Ủa sao bạn có chiếc xe cam nữa anh? Hử? Ủa sao tới hai chiếc xe cam vậy? Xe cam là gì? đụng độ. Rồi bây giờ về nè anh Vũ. Ờ, rồi màu cam đó hả? Ờ, hai chiếc luôn. Rồi đây nè bà con ơi, à bây giờ hôm nay là thật sự Hòa Thương không tin, mà thật sự thấy cái vàng bông kiểu này là thứ gì chịu nổi nè. Có nghĩa là hôm bữa anh Vũ qua, anh Vũ có nói là công nhận lại vàng lúa chú Ba cũng trúng, nhưng mà không có đẹp bằng của anh. Mà đặc biệt nữa đất của bên chú Ba Việt á, là ổng tới 13 ha nhưng mà đất bằng hết. À, còn đất của anh á, là một khuôn lung, một khuôn gò, mà mỗi lần á, là anh làm cái khuôn gò là nó chỉ được 7 thôi, lung 10. Nhưng mà bây giờ ảnh mới nói là bây giờ khi mà sử dụng tới đây được 2 vụ rồi thì cái nó cũng cải tạo được là khoảng 9-10. Hồi nãy Hòa Thương có ghẹo là sao không làm 10-10 luôn, sao có 9-10. Vậy thì anh cho bà con biết coi tại sao mà lúc trước 7-10 mà bây giờ 9-10 là như thế nào. Thì do anh biết được cái sản phẩm hữu cơ của THD đó. Dạ. Anh sử dụng THD One nè ha. Ừ, rồi, từ lúc THD One là hồi vụ trước đó phải không? Hai nay hai vụ rồi. Ừ. Thì theo mỗi cử xịt thuốc đó, thì anh sử dụng một chai đó cho 2 ha ha. Dạ. Rồi giai đoạn thì sắp chỗ thì anh mới sử dụng thêm nano đồng. Dạ. Rồi giai đoạn con công cho me xuống thì anh sử dụng Cali của THD luôn. Dạ. Thì theo như anh nhận thấy á, đất gò đất lung á nó khác nhau sao?
hai vụ rồi á, thì giờ nó là đất nó được cải tạo so với cái gò, so với cái lung giờ nó khoảng 9-10. Còn mà phải phải em hỏi cái nữa nè, cải tạo là cải tạo sao, anh thấy nó khác biệt sao á? Cái độ rễ nó ra nhiều nè ha, chồi á nó cũng đạt hơn. Bây giờ mức cái độ bông á thì nó đều hơn hồi đó. Bông hồi này trước em khỏi lo, khỏi thấy em thấy ngán anh luôn rồi đó. Hồi trước á là cái bông nó thưa hơn ha, với nó không có cầm màu được khi tới thu hoạch đó em. Đúng rồi. À, gần tới thu hoạch này em dòm giống y miếng ruộng bên kia kìa, nó chuyển màu sậm vậy đó. Nó sậm đen luôn á. Ừ. Là từ khung gòn này trở vô là nó trở màu sậm hết. Nó làm như nó muốn bị chết cái cây gì đó, nhưng mà cũng tại vì đất gò không giữ nước được đó. Cũng nhờ cái sản phẩm mình đó, nó cải tạo đất được, với nó còn duy trì cái dinh dưỡng để nó nuôi cho cây lúa. Dạ. Hiện thời giờ là cái màu tới thu hoạch thì cũng còn là tươi. Nhánh giá cũng còn tươi. Trời ơi coi nè, bông bữa mình bức của chú Ba Việt nhớ không? Nó đâu làm gì mà được nhiều vậy đâu trời, đúng không nè mọi người ơi, chỉ có hai bông thôi đó mọi người ơi nè, mà nó vô tới cậy luôn tất cả các hạt, nó không nhưng có lép luôn. Anh mong á, anh mừng năng suất bằng chú Ba Việt là anh mừng rồi, tại vì đất của anh á là so với chú Ba Việt là trên là một trời một vực mà, tại vì đất chú Ba Việt rồi là đất cái mặt đất, bằng đúng rồi, với lại còn đất anh á là khuôn gò khuôn lung, rồi anh mới trang cái khuôn gò xuống khuôn lung á, thành ra cái khuôn gò này nó bị mất chất dữ lắm. Dạ. Vậy thì bây giờ anh Vũ nè, có áp dụng của mình là từ hồi vụ trước mà mấy cửa cuối thôi đúng không? Sau đó hồi vụ rồi là anh mới xài từ đầu vụ tới cuối vụ. Mà em tính ra là anh xài hai vụ trọn với một vụ hai vụ chót. Hai vụ trọn thì bởi em mới nhớ anh đâu với ba vụ mà anh bên nó hai vụ. Hai vụ trọn với một vụ hai cửa cuối. Nhưng mà bà con biết không, hôm bữa là cái đám lúa của chú Bao Việt á là một cây vậy nè, nó không có nở gì hết trơn á. Thành thử ra bông thì vẫn xịt kali, nó vẫn vô nặng ký rồi, nhưng mà có cái nó không có được dày mà nhiều như của anh Vũ. Mà em thấy đất gò mà coi anh nhìn cái cây đâu rồi. Đâu rồi, mình xuống đây nó bị lúng không? Đâu lúng đâu, được rồi, lúng gì. Đây. Đó, cái cây mình nó rất là nở nha mọi người ha. Nãy em thấy bên kia nó cũng nở quá trời đất lung, nó còn nở hơn đất gò nữa. Mà cái cây nó nở nè, anh nhìn không? Ủa sao cái cây thì nó cao dữ như bụi xả vậy, nó cứng ngắc vậy. Nè bây giờ bà con sẽ nhìn bông ha. Đây nè. Anh không có sử dụng miếng mà thuốc cứng cây nào hết chứ. Bông của chú Ba Việt bà con bữa bà Thương có quay, bà con đã thấy trúng rồi phải không? Mà cái này nó còn cỡ đầy đó nè, nó còn trúng hơn nữa. Nè. Mà nói cho bà con xem là cái điều đặc biệt là không biết phải hên không hay là hiệu quả của thuốc TNT nha. Không biết phải hên không, làm vụ mà hên. Chứ là anh không có sử dụng một miếng thuốc gầy phóng trắng luôn, không có sử dụng một miếng thuốc Besina luôn đó. Vậy đó hả? Anh chỉ có sử dụng một cử là Inkibio, là sâu cuốn lá. Của công ty CBO hả? Inkibio, sâu cuốn lá, sâu lá giai đoạn lúc chỗ sẹt đó. Anh ngừa đó thôi, nói chung cũng có chút đỉnh sâu thôi, nhưng mà anh chắc nó hơi xanh phải không? Anh sợ mất năng suất á, thành anh có sử dụng. Là có xịt một cử sâu cuốn lá. Dạ, nhưng còn gầy phóng trắng có luôn mà sao anh không xịt? Anh sử dụng thuốc đó với của TND, sao anh thấy cái mật độ gầy phóng trắng nó không có nhiều, nó thơ vậy con hả? Nên anh bỏ thí luôn. Nói chung là quyết định bỏ chứ không có bỏ thí, tại vì anh nhận định được cái mức độ đó nó không có ảnh hưởng tới năng suất lúa của mình. Với lại sao mà gầy phóng trắng mình xịt thuốc sâu mà gầy gì cũng đâu có chết đâu mà. Gầy Besina cũng không có luôn, nói chung là không có gầy luôn, gốc xanh lét nè. Không, em thấy gốc xanh lét không? Dạ bông này toàn diện nguyên miếng luôn, nếu mà chỗ nào nếu có gầy chỗ nóc là em thấy nó sẽ sậm màu đốm đốm liền. Đúng rồi, dạ. Với lại chỗ nào mà xạ dày quá nữa nó cũng dễ cháy gầy dữ dằn lắm luôn. Và bây giờ là đám lúa này hôm nay là chúng ta cắt nè, cái này mình có cắt đúng ngày không anh hay có trễ ngày không? Trễ so với mặt bằng chung là trễ hết 2 ngày chứ. Sao em thấy bên đây người ta cắt hết trơn rồi nè, mà sao mình cắt trễ vậy? Tự vì cái chỗ mình hợp đồng bán á, nó không mà vậy mà bông giờ này vẫn còn rất là tươi hơn của chú Ba hôm bữa luôn. Anh em nói không? Của chú Ba hôm bữa cũng trễ. Anh em mà người ta cắt bữa 14, còn này tới 16 lần. Này do cái hợp đồng bán của mình đó. Vậy hả? Cái này là khuôn đất gò nha mọi người. Cái này là OM 18 phải không anh Vũ? Hết luôn phải không? Nè OM 18 nè. Hả mà đất gò nha mọi người ơi, đất gò mỗi lần làm rất là thấp nha. Thấp hơn những ruộng xung quanh rất là nhiều luôn nha mọi người. Mà bây giờ nè, mọi người xem đất gò nè. Đất gò mà nó bông, nó bành bành luôn, nó dày, nó đặc, nó dài. Và nó còn muốn trúng hơn đất lung nữa nha mọi người nè. Mới đây đất lung nè, hai khuôn nè.
Đó, bên đây đất gò nè, mà mọi người xem nè, trời ơi bông giả mang thiệt chứ. Rồi. Em cầm cái máy quay nha. Một chùm lúa khủng không? Ừ, có bốn bông thôi mà chùm lúa khủng ghê, không mà khủng thiệt. Không, cái này là Hòa Thương có sao nói vậy thiệt nghe. À, nên là bây giờ làm sao mình so sánh giữa một cái người mà mới xài hai cửa cuối với lại cái người xài hai vụ ba vụ đâu có so sánh được. Tại vì cái cây mẹ cây con nó nở rất là nhiều, mà khu này bà con thì lại nói là ừ, ở đây đó là phải xài dày do là nó không nở trừ hao. Hòa Thương bao nở nha mọi người. Bao nở bao đẻ nha. Bao nở bao đẻ. Dạ bao nở bao đẻ. Có cái gì đâu, vừa bữa có mới đây nè, mới có mấy anh xạ rồi nè, được khoảng hai mấy ngày mà ông nói trời ơi, vụ hè thu này mà xạ mà nó lên đều nó còn hơn vụ đông xuân nữa mà. Anh mà có thằng em cái bên này nó nói lúa anh mùa này á là cái mức độ bông nó đều nhau lắm. Dạ nó đều hết luôn mà anh thấy không? Nhiều khi bên đây nó còn muốn trúng hơn ở trên. Em thấy giạt bông này nó còn khủng hơn đất lung nữa mọi người. Đó có nghĩa là hôm nay á, là Hòa Thương quay clip này nè, để cho bà con biết rằng là khi chúng ta làm đạt đúng quy trình từ đầu vụ đến cuối vụ nè. Thứ nhất, thứ hai nữa, khi mà bà con chúng ta phan hỏi cái nữa coi, cái lượng phân coi. Vụ này nó cũng nắng nóng quá nè, nên là cái lượng phân á, nhiều bà con họ nói rằng là không nên giảm. Nhưng mà Hòa Thương nói á, chúng ta vẫn phải giảm, có một cái mình giảm cái mực độ ít hơn vụ đông xuân. Nhưng mà ít hơn cái vụ mà thời tiết thuận chứ không phải là mình không giảm. Còn anh Vũ nè, anh Vũ là ruộng này so với mấy ruộng xung quanh mình là anh người ta đi bao nhiêu ký rồi mình bao nhiêu ký? Có giảm anh, được mớ nào không? Nói chung á phần vụ này anh không có giảm, tự vì cái thời tiết nắng nóng với hai đó cái mặt đất của anh á là nó xấu so với bà con á, là anh không có giảm phần được. Nếu anh giảm á, là nó sẽ bị mất năng suất. Mà anh nhưng đi bao nhiêu ký? Là so với mấy vụ trước á thì anh làm á thì cái lượng phân nó cũng có giảm lại được 1-2 bao. So giảm được 1-2 bao. Ừ. Giảm được gần coi như công gần 10 ký đi. Nhưng mà mình không dám giảm nhiều đúng không? Tại vì đó thì Hòa Thương cũng nói đó. Theo cái vùng đất mỗi một cái ô ruộng là nó phải nó có cái cách xử lý khác nhau, canh tác khác nhau. Đúng rồi. Đó nên nó là chúng ta sẽ vẫn phải giảm phân nhưng mà mật độ chúng ta giảm là giảm ít. Với lại đất lung, đất gò, đương nhiên là đất gò đương nhiên nó phải nhỉnh hơn đất lung rồi. Bà con ơi, chúng ta đâu có thể bón như nhau được. Đúng không ạ? Là rồi xong rồi em hỏi cái nữa coi là khi mà anh làm sản phẩm này nè, rồi những người anh em của mình xung quanh mình có ai nói gì không? Cũng có anh em ta hỏi nó sao thấy lúa mùa này ngon. Mùa này ngon mà hỏi cái coi xung quanh ta cắt được nhiêu rồi. Nói chung anh em năm nay cũng đạt năng suất hết á, người nhiều. Nào người nấy là công trên tấn hết trơn rồi đó. Trên tấn lại tấn lẻ mấy, tấn mốt, tấn hai, tấn chín, tấn mấy cỡ tấn cũng như mấy anh em nói nãy hỏi thăm nói tầm khoảng là tấn mốt tấn hai rồi đó. Tấn mốt tấn hai dữ vậy, làm gì có vụ tấn hai. Tấn hai là không có đâu nghe, ở đây là không có đâu, nguyên hết cánh đồng luôn, dữ lắm mà nào chúng tấn mốt đó. Chờ mấy ông anh nó căng ra coi sao chứ. Ủa anh là anh Tài, anh nhớ anh Tài hôm bữa không? Anh là bữa anh qua gặp trẻ không gặp được anh á, lộn anh Phát chứ. Ông cắt được công nhỏ 900 ký. 900 ký là chú bà Việt được mấy trăm ký? Chú bà Việt em chưa có hỏi nữa. Mà ông Phát á chấm 900 ký là công nhỏ là ông tấn hai nữa em. Vậy hả? 900 ký con gì là con lớn gần tấn 2 rồi đó hả? Cái ông mà ổng nói lúa ổng trúng quá nên nó ngã hết trời luôn. Đó. Tại vì con nhỏ 750 ký là con lớn 1 tấn rồi đó. Chút xíu để quay về. Tại nhà ruộng của anh Vũ kế bên ruộng chú Ba Việt tầm khoảng mấy giây đất thôi. Chút xíu Hòa Thương về, Hòa Thương sẽ ghé chú Ba Việt coi là cắt cân hôm qua, mới cân hôm qua hả? Tại vì nó để tới đâu ngày sau mới cân á. Đó nên là bây giờ dàn bông thật sự này là làm sao mà qua có anh Vũ được là đúng rồi. Mà em thấy thường cái là tới ngày cắt rồi ha, mà cái nhánh vé nè nó đâu có bị khô, nó xanh ra tới cái hạt đuôi luôn, mà nó hút ngày nữa chứ đâu phải là nó xanh ra tới hạt đuôi luôn nè. Trời ơi, nó đâu có ít, có bị lép lắm, có nhưng mà ít, cái mật độ nó rất là ít luôn, mà bông nó dài ghê hồn trời, nó dài mà nó quặt vậy luôn nè mọi người ơi, nó quặt vậy luôn nè, bông đẻ là đã không cưng không đó. Nên là bây giờ thì đó, Hòa Thương cũng quay cho bà con thấy thực tế ha, là ở khu vực ở thấp 10 của Đồng Tháp mình là ở đây là anh Vũ làm xạ giống cũng vừa chứ không có dày quá nè, cũng không có thưa nhưng mà mật độ nó vừa thì nó cũng nở hung nè. Thứ nhất, thứ hai nữa là đất gò thì anh cũng cải tạo được 9-10. Thứ ba nữa là cái dàn lúa dàn bông của mình, dàn này thì khỏi lo rồi. Rồi chiến này ví dụ nếu mà anh nói là anh ước bằng của chú Ba Việt mà lỡ có hơn thì sao anh? Hơn thì anh mừng thôi chứ. Sao mừng được, mừng đãi Hòa Thương đồ chứ trời. Rồi mai mốt em vô đãi cho em 1 ký cốc. Cái gì? 1 ký cốc. Cốc gì? Là con cốc hả? Trái cốc. Trái cốc hả? Sao đãi trái cốc? Cái gì?
Trời ơi, chú Ba Việt ổng cho mấy ký xoài luôn. Rồi giờ ổng cho cóc bồ bồi thương thích ăn chua nè, ổng cho đồ chua không à. Đó, rồi giờ anh Vũ tóm lại là gì nè, tóm lại là giờ thì khu vực này bà con cũng có người cũng xài của mình cũng khá là nhiều, nhưng mà có nhiều bà con cũng chưa biết tới á, nên là mình người thật việc thật nè, đất gò đất luôn làm vẫn rất là đầy đủ đạt, mà bông bành bành bông quá trời bông, bông đặc luôn á. Rồi anh có lời nào để chia sẻ cho quý bà con gần đây của mình mà những người mà chưa có xài tới đây không? Thì anh cũng có đôi lời mà gửi tới bà con, nếu anh em nào là chưa sử dụng sản phẩm TSD thì nên sử dụng đó, nó sẽ hỗ trợ cho cây lúa mình rất là nhiều, từ giai đoạn mạ đến giai đoạn là chỗ chính. Giai đoạn mạ thì nó đẻ nhánh nhiều ha, ăn rễ thì nó ăn sâu. Rồi là mấy giai đoạn sau thì nó hỗ trợ được mình cái bệnh vàng lá nè ha. Nó đỡ bệnh bị mà gầy, nói chung gầy phấn trắng nó với mà gầy nâu là nó hạn chế muốn 80% luôn đó. Nói chung là cối mà rất là ít. Anh không có sử dụng thuốc luôn nè, mùa này thật sự anh không có sử dụng. Sao anh gan dữ vậy? Mình làm ruộng mình phải đi thăm ruộng để mình đánh giá coi cái mức độ nó có gây hại nó không, tới ngưỡng gây hại mới sử dụng thuốc. Dạ. Ok, rồi còn lại là chia sẻ với bà Thương hôn. Thì đối với công ty thì anh cũng có lời cảm ơn ha, cảm ơn tụi em cũng nhiệt tình xuống đây, chứ thật sự anh cũng ngại lên sóng lắm. Không phải ngại lên sóng. Hôm bữa ông nói không có quay ra, anh không có quay ra. Đó, mà xong nói giờ em lỡ hứa trong video của chú Ba vậy coi, ở đâu không cho em quay thì mình chẳng khác nào tại mình nói dốc. Anh nói với thiệt với em, cái khuôn đất này là anh mần cũng chạy ra chốc giải lắm, rất là nhiều vụ anh mần năng suất thua hai bên mặt bằng chung là 4-5 dạ không đó. Ủa sao vậy? Tại vì đất là xấu đó, đất nó xấu đó. Với lại tốn phân nhiều, đất gò là phải không nhiều. Có mà được theo anh em, nhưng mà hai vụ qua cũng nhờ có sử dụng qua sản phẩm đó, nó cũng mang lại cho anh cái năng suất là tương đối với anh em. Rồi vụ tiếp theo đây có làm tế đề nó không? Thì anh sử dụng chứ, anh không sử dụng anh thất trở lại sao? Anh không sử dụng anh thất trở lại sao? Vậy đó, mà bà con ai cũng chúc mộng mà đãi quầy thương trần khó thiệt cho ăn cóc không à. Đó thì ủa cái này anh cắt nước trước khi cắt bao nhiêu ngày vậy? Tầm khoảng 7 ngày. Đó, sẵn Hoài Thương chia sẻ với bà con luôn nè. Tự nhiên hôm bữa có một cánh đồng ở An Giang, nghĩ sao vậy trời, lúa còn tới 21 ngày nó mới cắt mà cắt nước rồi. Đó, thành thử ra bắt đầu lúa đang rất là ngon luôn mà cắt nước quá sớm, nó khô hạn nữa, thành thử ra là cây mình nó xèo, nó sập nè. Thứ nhất, thứ hai nữa là vàng lá nó xuống luôn và bông khô luôn. Nên là Hòa Thương khuyến cáo bà con chúng ta hãy nên cắt nước ít nhất cũng từ khoảng 6-7 ngày hoặc 5 ngày, 6-7 ngày, dữ lắm là 10 ngày là dữ lắm rồi. Chúng ta đừng cắt nước sớm quá, tại thời tiết này nắng nóng rất là nhiều. Mình cắt nước sớm rất là dở nha mọi người. Đó, nên là Hòa Thương cũng chia sẻ lại với bà con của mình ha. 1 hecta lúa như vậy chúng ta sẽ làm áp dụng là lúa ngang là 2.730.000. Còn đối với quý bà con ở Kiên Giang mà làm lúa Nhật thì chúng ta sẽ thêm một chai VTSD thôi, để tại vì mình trộn phân nhiều lần hơn lúa ngang nên chúng ta sẽ lấy thêm một chai, là quy trình lúa Nhật là 3.030.000. Đó, nên là quý bà con cứ liên hệ cho Hoài Thương ha. Còn quý bà con nào mà muốn tụ tập nhiều bà con hơn, mời nhiều bà con tới để biết sản phẩm này, để chia sẻ cho bà con mình rộng rãi hơn thì cứ điện cho Hoài Thương, rồi Hoài Thương sẽ sắp xếp cái ngày giờ Hoài Thương xuống, được không ạ? Rồi sắp tới là cái ngày nào mình xuống được? Em cứ liên hệ cho chú Ba Việt đi. Hòa Thương tính làm chú Ba Việt mời khoảng mười mấy 20 người qua để chúng ta tham khảo và đồng chúng ta sẽ cũng được, ổng mời công cả trăm cũng được. Ông mời cả trăm luôn hả? Sao vậy? Bởi ổng uy tín dữ lắm hả? Trời, ông bố nuôi em uy tín dữ ha. Vậy là vụ này phải làm cho ổng làm từ đầu vụ lại cho nó ngon lành giống của anh Vũ nha mọi người. Rồi thì bây giờ Hòa Thương cũng chia sẻ tới đây thôi. Chúng ta chút xíu Hòa Thương sẽ quay thêm cái cảnh cắt lúa, tại vì chuẩn bị máy cắt, chuẩn bị cắt rồi. Thì khi mà cắt lúa để cho bà con thấy cận cảnh được cái bông lúa mình nó như thế nào và gốc gạ nó còn xanh ra sao nha mọi người. Đây, máy cắt mới cắt một luồng nè, mà gốc gạ còn rất là xanh nha mọi người, cực kỳ xanh luôn. Đây nè kỹ sư Hậu ơi, cái này chị thấy gốc gạ xanh quá, để chị hỏi anh chủ cái coi ổng có rút hột không. Ây dạ, tại vì bà con biết không, hôm bữa chú Ba Việt nói chú Ba Việt có rút hột 5 kg, do là sợ là nhà lúa nó không có đủ nuôi tới cuối đó. Còn riêng của anh Vũ xem coi ổng có cái gì, có rút hột không? Có rút hột không? Anh Vũ ơi,
thấy gốc gạ còn mô phật nè, thấy gốc gạ nó còn xanh tươi quá nè. Là anh Vũ, hình như hôm bữa em nhớ anh Vũ nói là hình như không có rước hồn, ta có rước hồn không? Không em. Sao vậy, sao anh không rước hồn? Anh thấy cái lúa mình cái lực nó đủ rồi, thành ra anh không. Nghĩa là cái độ vô gạo của nó là nó đã ok dữ lắm rồi, mình rước hộp chỉ tốn tiền đúng không? Mà vàng lá mình nó cũng chín màu đúng mà, chứ đâu phải là nó cháy hay là nhiều thế nào đâu, mà đâu có cần phải rước hộp đúng không? Vậy là coi như là để chúng ta sẽ cân xem năng suất của anh Vũ với chú Ba Việt như thế nào, vừa giữa một người là không có rước hộp với một người rước hộp thì năng suất như thế nào. Nếu mà năng suất bằng nhau đúng không thì dù sao chú Ba Việt khỏi cần rước, nhưng mà nếu như năng suất của anh Vũ mà thua của chú Ba là dù sao mình nên rước nha. Nhưng mà theo cái dạng lúa này Hoài Thương đã đi hàng trăm hàng ngàn ruộng rồi, cái ruộng này không thể nào mà thua chú Ba Việt được. Giữa một người xài chọn dù với mà thua một người xài hai cử là phải coi lại nha anh Vũ. Ok không? Anh mà bằng năng suất bằng chú Ba Việt là anh mừng rồi. Tại ơi, lô tốn. Đất cái lô đất của anh đâu bà bị được chứ. Thế chú Ba Việt à? Của chú Ba Việt á, nó một khi nó trúng là nó trúng đều đúng không? Còn mình là cũng phải cái lô đất đồng của anh á là nửa xấu và nửa tốt. Ừ. Là buộc cái thằng tốt nó phải gánh thằng xấu đúng rồi thì đó. Đúng không? Thành mà vụ này giá bằng thôi ha, bằng là coi như là mình đã đạt hiệu quả cao rồi đó. Còn nhờ có dư là chia nha. Ừ. Tại vì mấy vụ trước á, so với mặt bằng chung này là anh mừng thua người ta là từ 4-5 dạ một công. Thua tới 4-5 dạ dữ vậy trời. 4-5 dạ là dạ 20 kg, 4-5 dạ là 100 kg đó hả? 100 kg trên mẫu, trên công. Trời ơi, thua 100 kg là một cái tay là thua tới cái tấn đó. Ừ. Vậy đó hả? Vụ này để xem coi như thế nào nha mọi người.